Xin chào tất cả anh em. Hôm nay thấy trên mạng be bét ra những cái vụ tai nạn kinh hoàng. Nào là bạn gái em có bầu rồi, vợ em có bầu rồi, chị gái em mang thai. Que thử thai hôm nay thì có mặt ở khắp mọi nơi, ngoài đường này, xong rồi kể cả trong ngóc ngách hay cả nhà trong nhà vệ sinh còn có que thử thai nữa. Anh em nào mà anh em nào mà làm vậy mà không may có thì phải chịu trách nhiệm nhá, chịu trách nhiệm hoàn toàn rồi đấy. Chào tất cả anh em đang xem. Mạnh vừa mở livestream thôi nhưng mà tốc độ người xem lên rất là cao. Đợt này thì nó cũng có một tí gọi là ảnh hưởng từ bên fan nên là tương tác nó tốt hơn nhiều rồi. Livestream này sẽ được cắt trên kênh Thật Mạnh Entertainment. Anh em nào xem mà muốn theo dõi Mạnh thì ở dưới mỗi cái video cắt đấy sẽ có đường ghim của Thật Mạnh Entertainment, ghim lại đường link của Nam Phay, Phay Nam chính. Đó là Phay của tôi, Phạm Tiến Mạnh. Em kể clip của đấy là ra Phay tôi. Xin cảm ơn toàn thể anh em. Chúc anh em một buổi tối vui vẻ nhá. Tốc độ xem đang là rất cao. Anh em hôm nay là ngày thì tôi biết là ngày ngày mùng 1 tháng 4 hay anh người ta còn gọi là tháng 4 ngày mùng 1 là ngày mà anh em không được nói thật. Đấy, nói phép. Chào tất cả anh em nhá. Anh em đang xem ai quý mến thì bổ cái quả xẻ. Nói thì không phải là cái gì đâu, nhưng mà nói ra thì để anh em biết là ngày trước thì còn trẻ còn khỏe, cũng ham làm để kiếm tiền. Đấy, nên là lúc ấy chưa có tiền thì nhìn cái gái đẹp thì cứ rối rít hết cả lên. Bây giờ thì có tí tuổi rồi, tiền thì không có nhiều nhưng mà cũng đủ để nuôi sống bản thân, cũng như là tiết kiệm một tí. Thì nhìn thấy gái thì cũng chẳng thiết tha gì. Đấy, tầm này mà mấy em chân dài chân ngắn mà nhìn thấy thì cho thì cũng để đấy. Xin cảm ơn tất cả anh em. Không phải ngày nói dối mà là ngày nói phét. Cũng mất 2 hôm rồi không live stream với để mọi người để cười tiếu táo được. Cũng nhớ ngày mai thì định cho đoàn từ Hà Nội về quay, nhưng mà trên đoàn lại có đứa em báo là bạn gái em mới có bầu, hay là cũng xin phép ở lại để kiểm tra xem mà là của anh trai em hay là của em trai. Chứ của em thì em quen từ ngày em quen bạn gái chưa ngủ lần nào, mà có bầu thì để xem xét đã. Vâng, tốc độ xem là rất cao, 117 người đang xem. Muốn anh em bổ quả xẻ nhá, chuyện trò cho nó vui vẻ ngày hôm nay. Anh em 17 chào tất cả anh em mọi miền tổ quốc, chào từ ngóc ngách đến con phố to, từ đường con đến xa lộ. Và cảm ơn anh em. Thì thực ra thì cũng như anh em cũng đi nói chuyện với anh em là một điệu cười thì bằng 10 thang thuốc bổ, và thuốc bổ rồi nó đắt. Hạn chế mua thuốc mà hãng tự làm bổ ở chính mình. Chào cầm mua anh em luôn nhá, chứ cầm anh em chạy dài quá nên là Thật Mạnh cũng không thể đọc hết từng anh em được. Hiện tại thì Mạnh đang ngồi chơi để ngắm hoàng hôn. Anh em nhìn từ xa xa ở trên nền kia là đấy là khoảng trời riêng của Mạnh đấy. Để cho anh em xem một tí nữa này. Đấy, vào trời chung rồi. Anh em sẽ di chuyển để nhìn thấy nhiều cái hay hơn. Chào tất cả anh em. Hôm trước đi vào Thanh Hóa thì để có gặp bạn gái ngày xưa quen, thì cũng yêu nhau được một thời gian. Hôm sau cảm thấy không hợp bỏ. Thực ra thì Mạnh không bỏ đâu, bạn gái cứ chủ động bỏ Mạnh. Thì tình cảm thì nó khó nói lắm. Đấy, cũng như tôi đã bảo các bạn là tình cảm nó khó nói, chỉ dễ viết thôi. Cảm ơn Dương. Thì lại hôm qua lại có một bạn trai xinh trai nữa thì, gọi điện cho Thật Mạnh bảo là anh ơi thì vợ của Đằng ở đoạn nào thì anh cho em về em giao lưu ấy, vì em quý Đằng lắm. Thì, em nhắn tin với anh Đằng, anh không trả lời thì em về em giao lưu với anh Đằng. Bạn ấy tính rất cẩn thận.
là cũng xin cảm ơn bạn thay mặt vợ đằng luôn chúc bạn sức khỏe để bạn đi tìm được vợ đằng sớm hơn. Đằng thì đây vừa xuất hiện xong, nghe thấy đâu bảo là có hello mọi người nha có vợ cũ tìm đến gặp, đây là vừa lẩn một tí hiện tại đang xuất hiện. Anh đang ở thành phố Thái Bình, Bùi Tuấn Anh nhá. Xin cảm ơn công Phạm. Đây là livestream có vẻ hơi non nhỉ, tốc độ lên 104 mắt xem. Anh em ai xem quý mến thì bổ lúc quả sẻ để mạnh biết đường mà chuyện trò tiếng táo tí nào. Có ai hỏi thăm Đằng không ạ? Đằng thì đang đằng sau đấy ạ. Có bạn nào, bạn nữ nào ở fan của anh Mạnh mà chưa có người yêu thì gặp anh Đằng ơi nhá. Thì đảm bảo với các bạn thì kể cả bạn nam, bạn nữ nào mà trong phê của anh Mạnh chưa có người yêu thì cứ gặp tôi. Tôi sẽ giúp các bạn có người yêu. Một cách Đằng thì có thể làm được tất cả mọi việc, kể cả việc nói phét, nên là anh em cứ tin tưởng ở Đằng. Đấy thì trước là bạn Đằng cũng tin tưởng Đằng, đến giờ này là bạn Đằng cũng ba vợ rồi. Thì Đằng mỗi lần giới thiệu bạn gái cho bạn Đằng thì đều là em này xinh lắm, ngon lắm với các kiểu. Đấy, khi lấy về rồi cũng biết là xinh thì có xinh nhưng mà ngon thì không được ngon, nên là thất vọng toàn tập. Tốc độ xem đang rất là căng. Đấy. Anh em xem và chia sẻ khi nào mà hiện được ca người xem một lúc thì lúc đấy là điều tuyệt vời đến rồi. Xin chào anh Thanh nhá. Anh Thanh bế con đi đâu đây? Anh Thanh dạo này đừng đi chơi đêm nữa nhá. Không có vợ có con rồi để làm khổ các em ra, chứ hôm trước em thấy mấy bé cấp 3 bảo là hay gặp anh Thanh đi công tác mà có cả bạn gái đi theo. Tôi nói đùa chứ hôm nay ngày nó dối không rồi ai lại xem được, tưởng anh Thanh có bạn gái thật thì chết dở chứ anh Thanh không có bạn gái đâu. Anh Thanh chỉ có bạn trai thôi. Và xin chào Nguyễn Ngọc Túy ạ. À thì Túy cho anh hỏi thăm bạn gái em nhá. Hôm trước bạn gái em nhắn tin cho anh bảo là anh ơi em hâm mộ anh lắm, em quý anh lắm, anh có thể cho em được tiếp xúc anh, cho em được ngủ với anh, cho em chén anh không? Hay là nguyên bạn gái Túy là cho anh một combo. Thế thì Túy cho anh gửi lời hỏi thăm bạn gái Túy là anh vô cùng cảm ơn và đa tạ. Nhưng mà nếu mà bạn gái Túy mà còn ngon thì anh cũng sẽ phi châu đến ngay. Và thông cảm với bạn gái Túy nhìn cố nhìn cũng không được nên là thôi. Mình dừng lại tại đây. Anh nhường Túy tất ấy, chứ không tình cảm anh em nói là va chạm chết. Anh Thanh ở đây có bảo là anh có đi đâu, cháu nhà ốm nằm viện tối nay. Em thấy anh đang trên, đang bế con trên tay, em tưởng anh cho con cháu đi chơi. Nếu mà đi thì phải đeo khẩu trang vào, tránh tình trạng là người nhà trông thấy. Thế còn Túy thì yêu đương làm sao thì cái trách nhiệm về cái việc mà quan hệ là em phải giữ gìn. Đấy, phải đảm bảo là ngày được 2 cái, nếu không thì ít nhất thì cũng phải là tuần được 14 cái để chị em phụ nữ đỡ đau đầu. Cứ đi chơi về xong rồi giả ốm, xong rồi dùng cao vàng để xoa lên mang tai để ốm lắm, xa đông phát dính lên chán và anh mệt lắm thì tha cho anh đi, là như vậy không được. Đàn ông con trai đã xác định là yêu một cô bé nào đấy hoặc là cưới một cô bé nào vợ hoặc là mới yêu là phải có trách nhiệm với cô ấy, chứ đừng để cô ấy ăn chay mãi khổ cô ấy ra. Xin chào 135 anh em, 135 anh em bố quả sẻ hôm nay mình có thể chuyện trò được nhiều hơn. Đấy. Biết đâu những câu chuyện ăn khách thì sẽ làm một số bạn gái mà từ không yêu mà chuyển sang yêu, từ đang còn trinh chuyển sang mất trinh, từ đang có một bạn trai chuyển thành có 4-5 bạn nữa. Tất cả những gì đến với các bạn là những điều bất ngờ bạn không thể biết được, bởi vì biết được thì khả năng sẽ rất dễ né. Ở đây có Tuấn Long có bảo là rất thích anh này đóng phim. Cảm ơn em. Anh đóng nhiều thứ khác hay hơn, phim này anh đóng hơi kém một tí. Em là có một Đằng ơi thì nhớ chia sẻ cả phim cho Đằng ơi nhá. Một bạn xấu tên có cam ở đây là hôm trước thấy Mạnh và anh Đằng vào nhà nghỉ với hot girl nào ý, phải không anh Đằng? Bạn ơi chắc hôm đấy bạn nhìn nhầm ấy chứ, hôm đấy tôi có vào nhưng mà không phải là hot girl. Đấy, cho nên là
Thế là vợ đang tôi qua ủng hộ anh em chấn chỉnh lại nhá, chứ bảo hot girl là mang tiếng ra chứ mắt thẩm mỹ của Đăng mà lấy hot girl làm vợ thì đời Đăng nó đỡ khổ. Xin chào 152 anh em, 156 anh em chia sẻ cho nhá, để anh em mình để chuyện trò thêm tí nữa. Tiện đây tôi xin giới thiệu thêm là kênh Thật Mạnh Entertainment chuyên bót những số livestream của Mạnh đưa ra. Anh em nào mà muốn biết về Thật Mạnh thì chỉ cần click vào mỗi đường ghi ở dưới số ấy, có ghi là face nam chính ra face của tôi. Còn hiện tại là Mạnh đang mở thêm một kênh nữa là kênh Thật Mạnh Phim, và đang triển khai trên công tác đi vào hoạt động, đang bật hết tất cả các loại chế độ rồi. Còn riêng kênh Đời Cộng thì lúc nào cũng để nhằm mục đích là phục vụ anh em ấy nhu cầu cao, thậm chí là rất cao. Ở đây có Nguyễn Văn Tuyến bảo hôm nay cả tháng 4. Đấy, anh nói phét đi. Thực ra thì chẳng cần tháng 4 thì anh cũng đã nói phét rồi. Thế còn tháng 4 tiện anh nói phét nó nhiều hơn tí nữa. Nên là có gì mà anh em không tin thì anh em cố tin. Bởi vì ngoài cái việc nói phét ra thì Mạnh còn một số việc nữa, nhưng mà việc đấy để tính sau. Thế, sáng ngày thì Mạnh có dậy đi ăn sáng. Thì chẳng hiểu sao đi hôm mấy hôm để đi tìm bối cảnh thì về vợ thấy hơi gầy thương. Rút cho bảo là anh đi đâu đấy, bảo là Mạnh bảo là anh đi ăn sáng em có dậy đi không. Thì vợ bảo là em không, em mệt lắm, anh đi đi. Và anh có tiền chưa, bảo anh chưa. Nó bảo thế đợi em cho anh 2 tỷ anh đi ăn sáng. Nghe nó cũng sướng, mình giật mình từ bé giờ chưa bao giờ vợ cho tiền nhiều thế mà đi ăn sáng à. Mọi lần thì vợ cho lúc thì cho 5.000, lúc thì cho 3.000, vui lắm thì cho đến 10.000. Hôm nay cho khoảng 2 tỷ ăn sáng. Nó bảo ô anh xin, vui vẻ không hớt đi lang lại cầm. Thế mà em cho anh 2 tỷ tiền mục, anh đi tiêu hết anh được về. Ôi giời ơi, nhé, như sẽ đánh bằng tay. Thế là đâm cả ngày hôm nay mưa, buồn thế các bạn. Thế là tôi đâm vào nhà vệ sinh tiếng mới ra. Không phải vào đấy khóc đâu, mà cũng chẳng phải đi vệ sinh đâu. Thế vào ăn quả tít bên răng to bằng tay cái này, đánh sâu bọt mép, ăn tiếng đồng hồ, no luôn, sáng khỏi ăn. Thế tiện đây từ sáng rồi tôi cũng chưa được tiêu 2 tỷ còn nguyên. Mà vợ thì dứt khoát là anh phải tiêu hết thì anh mới được về. Thế tiện đây tôi cho 185 anh em đang xem, cho luôn 2 tỷ tiền mùng. Anh em bảo nhau chia nhá, chống cãi nhau, chống đánh nhau. Đấy, không mà đừng vì đoàn tiền mất đoàn kết. Tôi tính tôi thoáng lắm. Rồi, cảm ơn anh em. Anh em vào đấy tôi nói chuyện này thì bổ cho quả xẻ đấy ạ. Tôi lại nói phép tiếp. Ở đây các bạn Dũng Rambo bảo nhìn anh thế mà anh nói chuyện vui phết nhỉ. Em đi xem clip của anh. Rồi, cảm ơn. Ở đây có Phong Bi thế là vợ tôi làm cà phê. Ông nhớ đến hổ phụ vợ tôi nhé. Anh nói thật với em là ngày nào anh ủng hộ 2 lần. Đấy, mỗi lần là 2 buổi. Buổi ngày và buổi đêm. Mỗi buổi là 12 tiếng. Đấy là rảnh nó cái là anh livestream nói chuyện với anh em luôn. Đấy là anh em yên tâm là riêng cái khoản nào cái khoản mà đối đãi vợ bạn là anh là một trong những người là đối xử tốt nhất đấy. Mọi người, vợ tôi làm cafe sắp tới là có phần 2 mọi người nhé. Chào. Phần 2 sẽ mọi người sẽ biết xuất hiện sự chuyện của vợ tôi. Chào tất cả anh em. Đấy, Cambu nó phét, Nguyễn Văn Tuyến có bảo là ghê chưa, bắt đầu nó phét đấy. Nói thật thì ít người tin lắm. Nói ra lại còn va chạm nữa. Thực ra là sắp tới là cũng định đóng tiếp cho anh em, nhưng mà tuần này thì sẽ không có video để bót cho anh em đâu. Để anh em thấy là nếu mà thiếu thì có bị hụt hẫng không. Như kiểu là đang yêu mà bạn gái bỏ là chán đời ấy. Đấy, sẽ cho anh em quả này là quả chán đời tí. Ở đây các bạn Lê Đắc Nam có bảo là anh ra tín đồ của LVA, mẫu nào cũng có. Thực ra em ạ, anh thì anh quê ở Vũ Lăng. Thế thì LV với lại Vũ Lăng nó có liên quan đến nhau. Đấy, chẳng giấu gì em thì ngày trước thì người ta gọi xã anh là gọi là xã hơi nghèo hoặc là xã combo khổ. Thế là từ khi anh đi lên thủ đô, đấy, vô tình bạn anh cho em 200.000, trong đó có thêu dòng chữ là LV. Đấy, ngày trước anh còn đọc ngược, anh bảo sao bọn này xếp chữ kiểu gì là chữ linh tinh thế. Xếp lại còn xếp chữ nọ xiên là chữ kia. Mà trình độ sản xuất được cái áo đó mà còn xếp kiểu đấy. Anh giận lắm đấy, anh không mặc. Mãi về sau là khi anh biết LV là một trong những thương hiệu của nước ngoài. Đấy, thương hiệu tai tiếng, à quên, tiếng tăm. Đấy,
anh cũng từ đấy cũng thích thì chẳng qua quảng cáo cho chính của xã anh thôi, vì xã anh xã Vũ Lăng mà đấy, nên mà người ta gọi là Mạnh Vũ Lăng đấy. Anh chỉ là thích là Mạnh LV chứ thực ra trên người anh ngoài cái vòng bố vợ cho, cái đồng hồ bạn gái kỷ niệm và quần áo thì thi thoảng các em mặc thừa cho, áo đắt nhất của Mạnh em mặc trị giá là khoảng 180.000 đấy. Còn áo rẻ thì cũng vô kể, có thể là 1 triệu 10 chiếc, cũng có thể là 2 triệu 20 chiếc, còn tùy theo combo giảm giá. Ngày trước anh mặc nhiều anh em thích lắm bảo gạo mua lại, nhưng anh nhất quyết không bán, bởi vì anh thích đấy không bán đấy, bao nhiêu tiền không được, chỉ trừ khi lắm lắm anh thích thì cũng có khả năng lúc này thay đổi. 191 anh em buổi quả xẻ nhá. Đó, bắt đầu lại nghe chuyện nói phép tiếp này. Có Lê Thị Văn Anh bảo là Vũ Lăng là ở Hà Tây đúng không anh? Không phải em ạ, ở thành phố Thái Bình, có huyện Tiền Hải, trong huyện Tiền Hải có một xã Vũ Lăng, trong xã Vũ Lăng có một xóm 4 hay bây giờ người ta gọi là thôn Hưng Đạo đấy, anh được sản xuất ra từ đấy. Thì cũng chẳng và chẳng biết là ngày xưa bố mẹ anh yêu nhau kiểu gì. Nói chung là may ông bà yêu nhau thì mới có anh, chứ là đấy ông bà ghét nhau thì không có anh rồi. Nên đôi lúc là tình yêu này cứ bao la thế là mới có nhau. Hôm có một bạn là Hoàng Công Dũng có căm là anh đằng sau kia sinh năm bao nhiêu mà qua mơ không biết năm sinh năm ở Phan Lô. Anh này thì sinh năm 2007, năm nay 13 tuổi rưỡi. Nếu mà em có phang lô thì em cầm dao phang anh ấy luôn cho anh. Thì chúng chứ còn em mà lấy tuổi ấy phang lô là chỉ có xì tôi. Không biết 13 tuổi rưỡi, không phải mộ được 14 tuổi. Anh em nghiên cứu về cái đường phang lô nhá. Ở đây có một bạn đẹp trai đeo kính cận, à không, mà kính mù, có nhắn tin hỏi thật mạnh là bạn Vũ Công. Vũ Công là một trong những bạn là đoàn phim của nhà tôi, nên anh em có thể tiếu táo được, anh em yên tâm và tiếu táo trong giới hạn của tôi, bởi vì Vũ Công là một trong những diễn viên của đời TV. Anh này thì đẹp trai, sống mỗi cái mặt thôi, đi đâu cũng sợ người ta tò mò để ý, nên anh thường đeo khẩu trang. Lúc mà rảnh rỗi thì anh hay vào nhà vệ sinh để tìm tòi những thứ khó tìm. Mà nếu mà bận rộn thì anh hay ngoáy mũi và mút tay. Sở thích của anh là còn bé thì hay nghiện móng tay, lớn lên thì đỡ hơn, nghiện xăm móng chân. Vũ Công thì có hỏi thật mạnh là nghiên cứu cho thấy thường xuyên livestream trên Facebook là dấu hiệu của chứng tỏ bạn có tài khoản Facebook phải không? Nghiên cứu này thì không biết từ đâu được đưa ra, nhưng mà nếu quan điểm của Mạnh thì nếu những người mà hay livestream trên Facebook thường thì các bạn ấy có tài khoản Facebook, còn nếu không thì bạn ấy sẽ là ăn trộm tài khoản hoặc có dấu hiệu vi phạm về tội không biết gì. Nên là anh Công thì ngoài cái thời gian rảnh rỗi để ngoáy tai ngoáy mũi mút chân thì anh nên đi học một khóa gọi là khóa đào tạo dốt nhá. Thay mặt cho đơn vị cảm ơn anh. Anh em và anh em tôi có nói chuyện tiếu táo tí thì anh em đừng giận, bởi vì cứ yêu nhau đi, yêu chẳng hết thì giận nhau làm gì. Anh em nào quý mến thì bổ yêu quả sẻ, bởi vì hiện tại là đang hơi non rồi. Tiếp theo có một bạn Trần Văn Bảo có căm là chẳng biết căm như thế nào, mình xin báo giá nông sản ngày 1/4/2019. Cảm ơn bạn. Vâng, sau đây tôi cũng chẳng biết đọc gì, chỉ biết đọc căm của bạn Trần Văn Bảo thôi. Bạn Trần Văn Bảo có căm chẳng biết căm như thế nào, mình chỉ biết báo giá nông sản ngày 1/4/2019, rau muống 6.000 một mớ, à không, 12.000 hai mớ. Vâng, lần sau bạn nên là chú thích rõ hơn, bởi vì mặc định là không giả giá trên cái cam này, để tôi còn báo cho anh em biết. Rau ngót 4.000 một mớ, bí xanh 7.000 một cân, bí đỏ 7.500 một cân, khoai tây 12.000 một cân. Và thay mặt cho đảng và chính phủ cũng như những người nông dân, vô cùng cảm ơn bạn và chúc bạn có một buổi tối toàn rau và củ. Vâng, có anh em nào mà có những cam chất nữa thì cứ hỏi đến Mạnh. Mạnh không hứa sẽ truyền đạt hết, nhưng mà Mạnh hứa sẽ không đọc ngọng.
Bởi vì nói về ngọng thì năm 3 tuổi Mạnh được sửa ngọng một cách cực kỳ triệt để. Chứ riêng về khoản gì chứ nhà Mạnh là cực kỳ nói thõi. Bởi vì bao nhiêu năm nay rồi không còn ai ngói ngọng nữa. Đấy, chi thoảng ngói ngọng một tí thôi. Lại tiêu táo với anh em một tí nữa là trên đây có một anh em là Dũng Còi. Hôm nọ xem clip anh đòi nợ kiến xương, người ta không có khả năng trả, anh rất nhẹ nhàng không đánh mà còn khuyên. Thực ra thì nhiều khi nó cũng khó nói. Bởi vì lúc đấy Mạnh cũng định đánh, nhưng mà thấy là thằng cu em nhắn tin với công an bảo là anh đến gấp rồi. Thì trong chiến trình là cũng là có vào nhà là cũng hò hét, là cũng chửi bới, la hò dừng lại rồi. Thì thay vào phương pháp là bỏ trốn, để lại dấu tích, thì Mạnh xin nhẹ nhàng và xin lỗi cũng như là cho tiền coi như là chạy án. Nên là các bạn yên tâm, cách xử lý của Mạnh thì cũng trong tình trạng đang loát được. Nên là anh em không phải lo cho tính mạng của Mạnh. Đấy. Hôm trước có đi quay trên Thanh Hóa về, có một số anh em trong đoàn phim có dặn là: anh ơi, anh đi đường cẩn thận nhé. Dặn này công an công dự nhiều lắm, tốc độ thì bắn liên tục. Có mệnh hệ gì thì em chẳng biết chơi với ai, kênh thì anh đứng tên hết. Kịch bản thì anh nghĩ ra, diễn viên chính thì đang chưa tuyển được. Anh nhớ đi chậm, nói khẽ cười duyên. Có vấn đề gì thì anh nhớ là phải để lại mật khẩu iPhone, bởi vì iPhone đời cao giờ không hack được. Còn xe cộ thì có bao ga, bao nhiêu ga anh đi bấy nhiêu thôi, anh đừng đi quá, không đến lúc mà công an bắt em không xin được đâu. Đây thì vô cùng cảm ơn em Nguyễn Ngọc Túy đã cho những lời khuyên bổ ích. Và nếu mà em cần anh, à gần anh thì chắc chắn anh xin hứa và đảm bảo sẽ cho em một cái búa vào đầu để thay lời muốn nói. Vâng. Tiếp theo câm của Nguyễn Mạnh Hà: anh ơi, bây giờ em phải làm sao dẫn bạn gái về nhà khi bố mẹ em đấm em không triệt cái nào? Thực ra là một điều đơn giản là em vẫn cứ dẫn bạn gái về nhà, nhưng mà khi đấy lúc mẹ em phải không có nhà. Và em bảo bạn gái là đây là anh cả của anh đấy. Đấy. Ngoài những việc mà trong gia đình mà anh cả anh giúp anh, thì anh giả cả anh có thể giúp anh là làm em có thể yêu mến anh em hơn. Đấy là như kiểu là em cứ dâng hiến bạn gái em cho anh cả đi, anh cả sẽ không đấm em nữa, mà chuyển sang đánh con bé kia cũng chẳng tuyệt cái nào. Nhưng mà nhớ là bảo chỉ đâm thôi nhá, đừng có đấm, không tội em nó ra. Có combo gì đấy thì là tùy. Trên quả live stream này có hơi nói gọi là tếu một tí, tếu gọi là tếu cũng gọi là hơi đấy. Thế là anh em là vô cùng là bỏ qua cho đấy, anh em mà bỏ hôm qua thì thôi thì cố phải chịu vậy. Ở đây có bạn bạn Trần Đức Tuấn: anh Mạnh ơi, vì hâm mộ anh em cắt tóc giống anh, bố em đống anh không trượt cái nào. Thì cảm ơn bạn Trần Đức Tuấn. Thì chẳng giấu gì bạn là bên trên kia cũng có khoảng 20 bạn căm như bạn rồi. Nhưng mà chắc là các ông bố đều chơi với nhau là cùng chung một bài võ, nên là đấm rất là chuẩn. Nên là chúc mừng các bố đã dạy con thành công. Anh em thấy ai thì bổ cái quả xẻ. Nhưng hiện tại tôi thật với anh em là đang rất là non. Đang có 169 người xem thôi. Mà tôi thì chẳng mong ước gì cao sang cả. Tôi thì mong khoảng trước kia là lên đến 161k. Thì tôi cũng cảm thấy mãn nguyện. Hôm qua trên từ Thanh Hóa về, tôi có gặp anh Cường Ánh. Đấy. Anh Cường Ánh là một trong những người anh mà tôi gọi là anh. Bởi vì chẳng giấu gì các bạn là anh toàn gọi tôi là em thôi. Nhưng mà nếu tôi mà gọi anh là em thì anh cũng đấm tôi chẳng trượt cái nào. Không phải vì cái gì đâu, nhưng mà vì anh chắc tay quán nên là tôi vẫn phải gọi anh là anh. Anh em nhau tình cảm lắm, chỉ có một điều là không ngủ với nhau thôi. Bởi vì mỗi lần tôi ngủ với anh thì ngoài tôi sờ anh thì anh cũng sẽ sờ tôi. Nên là tôi rất là sợ lét. Anh Cường mà ở đâu mà nghe thấy em Mạnh nói chuyện thì nhớ là tình cảm với em chỉ vậy thôi, đừng đi quá. Đi quá là bạn gái em bỏ em đấy. Chả giấu gì anh, thì đợt trước thì em cũng có chơi thân với Túy. Hai anh em cũng gạ nhau ngủ cùng. Khổ con bạn gái của Túy cứ thích em, mà em lại thích thằng Túy. Thế luồn qua luồn của lệ, Túy lại thích bạn gái của Túy, em lại thích bạn gái của em. Thế là một hồi là khi đi ngủ thì sắp xếp gọn gàng ngăn nắp lắm, chỗ ai người ngủ khoanh chân tay là cất kỹ. Không biết anh em cất đâu, nhưng lúc đấy tôi cất trong cặp quần. Đấy, cặp quần của tôi. Thế mà sáng hôm sau ngủ thì tay tôi một bên là cất được cặp quần Túy, tay kia lại cất
cửa gặp quần bạn gái tí. Từ đấy anh em lại thân hơn, rút ra kinh nghiệm là anh em cứ cất ở chỗ chỗ của mọi người là an toàn. Không, tôi thì là tôi không cất trên trên ngực, bởi vì ngực thì nó khóa cúc nó dễ tuột, nên là tôi cẩn thận nên cất ở dưới cặp quần. Anh em thấy hay thì bổ cho quả xẻ, cho quả mặt cười, anh em thấy ngoài cho quả mặt nóng, anh em thấy thích nghe thì lại thả cho quả tim. Tôi ngoài đóng phim mà tôi cũng biết diễn tí hài ấy, nên là sẽ làm anh em được cười rất hàm. Một bạn trai lại xinh gái như bạn Công Vũ lại có căm. Chẳng biết con gì, chẳng biết con căm gì. Thôi thì tặng thật mạnh bài khấn dành cho anh em mua xe mới. Thì cảm ơn Công Vũ về những cái bài khấn dành cho mua xe mới, thì chỉ cho những người mà chưa có xe thôi. Nên là bạn không cần nói, tôi biết là bạn đang đi bộ. Và cảm ơn bạn, chúc bạn sẽ đi bộ dài lâu để sức khỏe đảm bảo, cũng như mưa nắng sẽ đến đầu bạn được. Tiếp theo là bạn Ngô Thanh Hải. Em nhắn tin mà không thấy anh trả lời. Ơ thì anh có đọc được đâu Ngô Thanh Hải ơi, em nhắn gì đây? Ở đây Đặng Đình Hiệu bảo là ông đằng sau tên phay là gì anh Mạnh nhỉ? Tên phay là Đằng ơi em nhá. Ở đây Việt Doraemon, anh Mạnh đẹp trai. Anh nói thật với em chứ, cái ngày mà anh còn giàu có ấy, là cứ ai khen anh đẹp trai là anh cho 2 triệu. Các bạn nếu mà tầm này mà anh còn giàu thì anh sẽ xin số tài khoản của em ngay. Nhưng đợt này là kinh tế nó khó khăn, anh cũng đi xuống, nên thôi hẹn em là khi nào giàu có anh sẽ cho em 2 triệu. Còn hiện tại anh cho em 5 triệu tiền mồm. Em nhớ mua cái gì mà đắt đắt mà ăn nhá, cho nó bổ sức khỏe. Cảm ơn anh em. 153 anh em, mỗi người cho quả xẻ để nó căng tương tác hơn tí nữa nhá. Khả năng không mạnh này buồn mạnh đi ngủ bây giờ đây. Có đây là Nguyễn Ngọc Đạo bảo là em chào anh Mạnh, phim làm rất hay với nghĩa, cảm ơn em. Nguyễn Mạnh Chiến có hỏi là anh Mạnh ăn cơm chưa, thì anh Mạnh chưa có cơm mà ăn vì anh Mạnh đang mải là ăn các em đây. Đang từ nãy ra đang lừa để xem có em nào xinh tươi cam trên này để còn gạ gẫm, tối nhắn tin riêng cái mà toàn em là xinh quá nên là sợ không đủ khả năng. Giờ chào tất cả anh em. Xin chào Linh Vũ. Với Linh con có căm là thế thì thôi, em lại cho lại anh 2 triệu. Cảm ơn em. Thế thì cuộc sống của anh bao nhiêu năm nay toàn cũng hay cho, nhưng mà có hôm nay duy nhất là vừa cho phát em lại cho lại anh luôn. Đấy, thay mặt đảng và chính phủ cũng cảm ơn em vì 2 triệu này. Vẫn biết là 2 triệu chẳng tiêu được đâu, nhưng nó ý nghĩa với anh vô cùng. Bởi vì khi cho em này, anh đã nhắn tin cho Đằng bảo là xe tài khoản của em phải chuyển đi. Đáng em phát lại nhá, em nó cho lại anh rồi. Vâng, xin chào tất cả anh em đang xem. Thì cũng như nói chuyện đấy thì anh Công từ lúc mà thấy Mạnh không nói gì nữa thì anh cũng tự ái, chắc là lại vào nhà vệ sinh để tìm cái gì đó ăn tạm rồi. Anh vừa anh Công thì nhớ là ăn vừa đủ thôi, đừng ăn no quá nó bộ thực nhá. Alo. Vâng. Vâng, em là Mạnh ạ. Vâng, bên em bên đời TV anh ơi. Anh đợi em tí rồi tí em cho quản lý em điện báo lại anh làm không thì báo nhé. Vâng, cảm ơn anh. Vâng ạ. Vâng, thì tí có thế nào cụ thể thì em sẽ cho quản lý điện nói chuyện với anh. Vâng. Vừa xong có một số liên hệ quảng cáo, nhưng mà nó đang liên quan đến hình ảnh nên là Mạnh cũng chưa có mặn mà lắm. Thực ra tiền nhiều để làm gì đâu mà, tiền nhiều chỉ để làm video cho nét hơn đẹp hơn thôi. Trần Đức Tuấn gọi là anh nhìn đằng sau nhìn anh giống Phan Hải quá. Hình ảnh khi nào anh qua anh là Đằng ơi nhá mọi người nha. Đằng ơi tại lại sống Phan Hải rồi.
Rồi. Mọi người phải bảo Phan Hải giống Đằng ơi chứ. Không anh em nào mà nhìn thấy à? Anh em nào nhìn thấy Đằng, yêu quý Đằng. Đằng ấy đẹp trai 14 tuổi. Quý Đằng, yêu quý Đằng thì nhớ qua số 1 Trần Duy Hưng để gặp bạn gái Đằng và ủng hộ cho vợ Đằng nhá. Đức Thắng có bảo anh nói chuyện rất hài, phim ngắn của anh rất ý nghĩa. Cảm ơn anh vì những bộ phim. Anh cũng cảm ơn em vì những lời khen để làm tăng động lực của anh nói phép tốt hơn. Đấy, Trần Đức Tuấn lại quay lại cam lại anh đằng sau nhìn thấy giống Phan Hải quá. Hổ ảnh khi nào qua hô anh ấy khi nào qua Trần Suy Hưng. Vâng, em cam anh đọc đến đau đầu đấy. Có bạn là bảo là anh Đằng ngồi xuống thấy anh đứng đau khổ quá. Vâng, Đằng lấy anh ngồi xuống thì mọi người không nhìn thấy. Ôi chết rồi, đáng nghe livestream tôi quay thế này thì tôi lại quay kia rồi, khổ quá. Tôi lại trả lại cho vị trí cho em tí, tôi livestream lại cái khác sau. Vũ Cảnh Đôn có bảo là em ngồi xem livestream của anh mà bố mẹ em ngồi cạnh mà đọc căm toàn đấm em không trượt cái nào. Thế bảo bố mẹ em tập trung ăn đi chứ tập trung đánh em thì tí lại đói. Lại mất sức. Khổ trước sướng sau có bảo là phim hay nhưng nói phét mắc rồi. Đây hôm nay là ngày 1 tháng 4 thì tiện đây nói phét cho anh em cái để nhanh lường trước. Không sau này bảo mày không nói phét thì tội mày ra. Mạnh thì chưa được ăn nên chuẩn bị đi ăn thì mấy anh em cũng lại định đấm cho Mạnh mấy cái nên là thôi đợi Mạnh định ăn mấy quả đấm cho nó no tí đỡ tốn cơm. Xin chào Quang Huy. Nguyễn Ngọc Đạo có bảo là anh Mạnh ơi cắt tóc giống anh bố em đấm em không lệch phát nào. Chúc anh Mạnh ngày mới vui vẻ. Cảm ơn em. Chúc bố em càng ngày càng tin hơn. Chúc em ngày sức khỏe để chống đỡ đòn của em nhiều hơn. Ở đây có Bình Tĩnh Sống rất là xinh gái bảo anh là mặc quần vào. Thì nói thật với em là anh vẫn đang mặc quần cho anh cởi chuồng đâu. Đấy, anh mà cởi chuồng thì phải hot ngay nhưng mà thôi. Nói thế. Một bạn gái nữa có tâm là Đằng ơi. Có que thử thai chưa? Chẳng giấu gì bạn gái đằng xa xa kia thì Đằng thì phụ kiện không dùng được nữa. Mấy năm nay toàn để chơi rồi. Nên là que thử thai với Đằng nên chẳng có nghĩa gì. Mà thanh niên hỏi Mạnh có que thử thai chưa thì xin thưa với anh em là Mạnh có một bao rồi. Đấy. Nếu mà Vũ Công có định dùng để tặng bạn gái hay là lừa người yêu hay là đưa bố vợ thì gặp Mạnh. Mạnh hứa thì Mạnh sẽ cho nửa bao, còn nửa bao còn lại thì Mạnh gửi về cho bạn gái Đằng hơn bạn gái Công. Đấy. Mạnh thì sống thoải mái thôi, nhưng khoản gì chứ cái khoản mà không dùng nữa thì cho luôn, không tiếc. Kiều Trọng Đạt bảo chào anh Mạnh tháng mới an lành, cảm ơn em. Chúc ba anh em cũng tháng mới kiếm ăn tốt, mọi điều hạnh phúc tốt đẹp. Mạnh Long bảo ra đảo cát bà chơi đi bạn ơi. Cảm ơn Mạnh Long nhá. Ngày nào đó sẽ ra khắp nơi trên mọi miền Tổ quốc này để cùng dựng những bộ phim cùng mọi nơi cùng anh em. Lê Danh Đôi, em đừng khen anh đẹp trai hôm đêm anh lại mất ngủ. Đấy, tối hôm qua có một em cũng khen anh là anh ơi ai sao anh nhìn anh xinh thế mà anh đã mất ngủ 2 đêm rồi. Người anh nó rạc rồi. Em khen anh đẹp trai này anh mất ngủ 3 đêm mà mất ngủ 3 đêm không đủ sức khỏe để đóng đâu thì anh em có phim xem đâu. Đây có Trần Đức Tuấn bảo anh Đằng ơi face của anh tên là gì vậy? Anh Đằng ơi giống như là face của anh là phải là Đằng ơi là mọi người nhá. Hôm nay bạn Sơn Con bảo hôm nay là ngày quốc tế mang thai. Vâng, một cam rất hay. Dũng Bùi bảo đẹp trai đâu anh, cảm ơn em. Thôi anh lại mất ngủ một tuần rồi. Lại có bạn Lê Danh Đô bảo chào anh Mạnh đẹp trai. Thôi tiện đây thì anh Mạnh mất luôn ngủ một tháng luôn. Cảm ơn anh em đã làm tôi mất ngủ nhiều năm. Chào Nguyễn Tuấn nha. Chào anh em. Dũng Mảnh này, chúc anh buổi tối vui vẻ, cũng chúc em buổi tối vui vẻ luôn. Điệp Khó có bảo anh ơi, anh hỏi sao anh ơi hỏi anh sai không trả lời. Điệp Khó vì căm nó đẩy nhiều quá liên tục nên anh không kịp trả lời anh em. Có Quốc Cường bảo là anh Mạnh vui tính quá và bạn trên Quốc Cường bảo chúc anh Mạnh nói phét nhiều hơn nhé. Cảm ơn em. Nói phét thì chẳng được gì cả. Cái được là được của anh em, được của người nghe, được cả nụ cười này.
đấy, được của cái sự kinh nghiệm nữa, bởi vì sẽ khi nghe nhiều nói phét mà ra ngoài không may nghe thằng nào nó phét là biết ngay lộ luôn đấy, là cái để anh em được là anh em được, cái nó phét là anh em được, còn tôi chỉ được cái là mất giọng, tốn nhiều nước bọt và được mệt thôi. Anh em thấy đúng không ạ? Có Quang Hùng bảo anh ra mở cổng em vào với. Nói thật với em là nhà anh điều kiện vô kể nên là cổng nhà anh lúc nào cũng mở. Chẳng giấu gì em bao năm nay là nhà anh không có cổng. Chào tất cả anh em. Chào Nguyễn Thị Thanh. Nguyễn Thị Thanh chào anh đi. Không mà tình cảm anh em đi xuống ấy. Live stream này kết thúc nhá. Mạnh đi ăn. Rồi tí hẹn tầm 9:30. Anh em mình lại live stream lại. Đấy, lúc đấy sẽ có cái nhiều cái để nói phét hơn. Đến tầm bây giờ nói phét rồi là nói phét là yêu người nọ yêu em kia rồi, mới tán được hoa hậu rồi, toán được diễn viên rồi, hoa hậu mới qua cho chén rồi, chén hoa hậu tối qua không gì cả. Thế khi mà tầm 9:30 bắt đầu lại live stream nói phét tiếp thì lúc đấy hoa hậu đã có bầu rồi, hoa hậu đã chuẩn bị đẻ rồi, với lại bố hoa hậu thích anh rồi đấy. Anh em yên tâm là cái tầm live stream sẽ nhanh thôi, bởi vì đã nói phét thì đẻ nhanh lắm, mới chửa nhanh lắm. Chào Nguyễn Tiến Tài. Lê Danh Đô bảo anh mày chơi đá nên ngáo. Nói thế anh am luôn đấy. Anh đính chính lại là không bao giờ chơi đá cả. Thích thì đập thôi. Chơi vậy chứ anh em đừng chơi mấy cái thứ không tốt đấy, vì mấy cái thứ đấy chơi rất là tốn tiền. Chớ nha, tránh xa những cái thứ ma túy ra. Xin cảm ơn tất cả anh em đang xem, bởi vì xin chào rồi nên là không nói nhiều nữa, nói nhiều anh em đã bỏ đi gần hết rồi đấy, đang 160 chào ấy, người ta đi hết rồi nên là thôi để vậy thôi, tí anh em nói chuyện tiếp. Xin cần những câu chuyện về các những lời chào thì tí mình sẽ chào nhau tiếp. Chúc anh em buổi tối vui vẻ hạnh phúc, xin chào, chúc sức khỏe nhá. Chào Minh Huệ luôn.